Thưa các đồng chí và quý vị, nhằm thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đón quân nhân xuất ngũ, từ năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hoạt động đến tận các đơn vị bộ đội đóng quân để tổ chức lễ đón ngay tại đơn vị. Việc làm này ngoài ý nghĩa đối với các đồng chí quân nhân sau thời gian phục vụ quân đội, còn tạo tình cảm gắn bó mật thiết do gia đình các quân nhân xuất ngũ với chính quyền địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm. Trong phần cuối chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi ghi nhận và hoạt động đón quân nhân xuất ngũ tại sư đoàn BB5 và sư đoàn bộ binh 302. Sư đoàn bộ binh 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Cũng là một buổi sinh hoạt tối như thường kỳ, nhưng hôm nay không khí đặc biệt hơn hẳn. Các chiến sĩ trẻ của sư đoàn tham gia buổi sinh hoạt mang trong mình nhiều tâm trạng khác nhau, vừa háo hức vừa hồi hộp. Bởi sau gần 2 năm gắn bó, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vượt qua những bài huấn luyện đầy vất vả trên thao trường, sáng mai thôi, mọi người sẽ chia tay nhau, chia tay mái nhà sư đoàn bộ binh 5 để trở về với gia đình sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Còn với các cán bộ phụ trách sư đoàn, đây cũng sẽ là buổi tối cuối cùng các anh ngồi nói chuyện với những người anh em, người chiến sĩ của mình, với tư cách của những người đồng đội. Những lời dặn dò hôm nay cũng không còn là bài học, những nhắc nhở về nhiệm vụ nữa, mà được thay bằng những lời căn dặn tình cảm như những người anh trong gia đình. Ngày lễ xuất quân như 2 năm trước, các chiến sĩ trẻ rất háo hức trong những bộ trang phục mới. Chỉ có khác là hôm nay các bạn sẽ được trở về trong vòng tay của gia đình, của người thân. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, thân tình. Và buổi lễ càng ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của đoàn khách đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quê hương của rất nhiều chiến sĩ đang học tập công tác tại sư đoàn. Lãnh đạo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đoàn lên đón chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại trung đoàn 4 sư đoàn 5. Đây là một vấn đề là từ trước đến giờ là chưa có một đơn vị nào. Đây là một việc làm là thể hiện sự quan tâm cũng như động viên tinh thần của những chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cái việc làm là tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao quân là được nhanh gọn và hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao. Tại sư đoàn bộ binh 302, lễ tiễn quân nhân xuất ngũ cũng được tổ chức trang trọng và ý nghĩa. Sau nghi thức tuyên thệ và lễ duyệt binh của các chiến sĩ trẻ trước khi rời đơn vị, các bạn trẻ đã nhanh chóng di chuyển ra xe. Những hành khách trong bộ quân phục màu xanh rêu, hành lý mang theo còn lại những phần quà Tết do đơn vị và địa phương trao tặng. Những cành đào, cành mai rực rỡ, sản phẩm của chính các bạn làm ra trong thời gian tại ngũ được nâng niu cẩn thận. Bởi đây sẽ là món quà xuân thật ý nghĩa mà những chiến sĩ trẻ đem về tặng gia đình, người thân trong mùa xuân này. Trước khi đi thì địa phương và tỉnh cũng có tạo điều kiện cho gia đình là được cái bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Và khi về thì cũng được đưa rước, cũng có quan tâm chăm sóc và hỏi han. Hoàn thành xong thì về địa phương thì em sẽ cố gắng phát huy là truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sẽ tiếp tục thực hiện theo đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các công dân của địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngày các bạn lên đường trong cờ hoa đưa tiễn, thì ngày các bạn hoàn thành nghĩa vụ trở về cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đoàn đến tận các đơn vị để đón quân nhân xuất ngũ. Các quân nhân sau khi chia tay đơn vị sẽ được tổ chức thành đoàn di chuyển về địa phương. Tại các huyện, thành phố, thị xã cũng tổ chức lễ đón quân nhân, tặng quà và định hướng nghề cho các đồng chí trước khi các bạn trẻ về với gia đình. Trong nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện tốt cái chính sách hậu phương quân đội. Trong thời gian các em tại ngũ, địa phương cũng đã thường xuyên liên lạc với các cái đơn vị để hỏi thăm về tình hình sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các em, nhằm có cái động viên kịp thời. Và khi các em xuất ngũ trở về, chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái việc
giúp đỡ cho các em có cuộc sống ổn định, giới thiệu việc làm để giúp các em có công việc ổn định, đồng thời giải quyết những cái vấn đề khó khăn của các em, ví dụ như nhà ở, trợ cấp xã hội, cũng như là chăm lo cái cuộc sống của các em sau khi tại ngũ. Thực hiện kế hoạch đón tiếp quân nhân xuất ngũ năm 2020 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã với chức năng là cơ quan tham mưu thường trực, chúng tôi đã tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ đợt 1 năm 2020 với tinh thần là trọng thị, nghĩa tình và chu đáo, thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với quân nhân xuất ngũ. Thì qua đó cũng để tạo điều kiện để tuyên truyền giáo dục cho số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ của năm 2020 và những năm tiếp theo. Làm tốt công tác hậu xuất ngũ cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, đó chính là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta. Riêng với Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm vụ này luôn được đề cao và được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như các địa phương thực hiện bằng nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực. Trong đó, hoạt động tổ chức đoàn đi đón bộ đội xuất ngũ thể hiện sự quan tâm trước sau như một của tỉnh với những thanh niên đã làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Hơn thế, thông qua hoạt động này còn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các tầng lớp nhân dân, nhất là với gia đình các thanh niên sắp có con em đến tuổi gọi nhập ngũ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm.